Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4, em lên nấu máy, hôm nay có 10 con nha các bác. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay cầm. Hình thức mua bán thì không cần phải cọc. Và các bác lưu ý ạ, những cái bác nào mà mua từ 2 con, 3 con, các bác vui lòng cọc trước 100.000 nha. Tại vì có rất nhiều lý do là em muốn các bác có trách nhiệm mặt hàng của mình thôi. Có một số bác khôn đến cỡ mà đặt 2 con, họ về nhà con nào ngon thì chọn, con nào không ngon thả về. Đó, nên là các bác nào mà đặt từ 2 con trở lên, các bác vui lòng cọc trước 100.000. Còn các bác chốt 1 con không cần phải cọc nha các bác. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và nô này em sẽ đánh số thứ tự từ U1 cho đến U10. Bác nào chốt con nào, chọn con nào, tời đi tời lại con đó coi nha. Tất cả giá máy, công suất máy, tình trạng máy là báo rõ ràng trên video rồi. Và lô chữ U ngày mùng 5 tháng 4 nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng, mình ấn cái nút bơm xăng này nha. Đấy, ở dưới này nó có một cái nút bơm xăng, các bác ấn bơm. Đó, các bác có thể nhìn thấy ạ, một là nhìn thấy cậu, hai nữa các bác có thể cái đu bơm này nó căng này là nó đã lên xăng rồi. Cái nguyên lý hoạt động của nó ạ, đó lúc mình bơm xăng ấy ạ thì bình xăng, từ bình xăng to nó mới lên cái bình xăng con này thôi. Đó, để mà nó nổ được ấy ạ, từ bình xăng con mà muốn nó nổ được ấy ạ, tại vì lúc này ở trong máy nó chưa có xăng đâu ạ. Đó là các bác phải gạt cái ne lên để kín lại cái ne gió này thì xăng nó từ bình xăng con nó mới vào máy được. Đó, và khi nó nổ rồi ạ, đó các bác đóng kín quá ấy, thì nó sẽ không nổ, lúc đó nổ rồi ạ, các bác phải thả xuống. Tùy theo từng cái le nha, le bên tay phải các bác gạt lên, nổ rồi thả xuống. Le bên tay trái lại ngược lại, lúc bắt đầu khởi động thả xuống, rồi nó nổ rồi gạt lên nha các bác. Rồi rất nổ. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc nông ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng le vậy nha. Còn khi nổ lại, bây giờ nổ lại ạ, không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng le nữa, các bác giật khẽ, giật cái nó nổ thôi ạ. Nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1 trên 20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Lý do là em cho cái máy bãi này nó ăn nhiều nhớt hơn mọi cái dòng máy khác ấy ạ, là cái dòng Nhật bãi nó tiết kiệm xăng hơn thì các bác pha nhiều nhớt hơn một chút nha. Đó, còn những cái dòng Trung Quốc đó nó ăn ngày 5-6 lít chẳng hạn, hoặc 4-5 lít chẳng hạn, các bác pha 30-40 trên 1 cũng được nha. Các bác không thể bì cái máy Trung Quốc với máy Nhật bãi này được. Đó, nói chung là một cái đơn giản thôi ấy, là các bác con nào càng ăn ít xăng thì các bác càng pha nhiều nhớt, đơn giản là vậy thôi ạ. Đó, còn những cái dòng nhớt đắt tiền hơn, cao cấp hơn ấy ạ, đó ví dụ cái dòng nhớt mà 200 một chai hoặc 250 một chai, các bác có thể pha tỷ lệ 30-40 trên 1 nha các bác. Và lô chữ U ngày hôm nay, U1 một con đến từ thương hiệu Marujangma, 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha, một con đời cao của Marujangma. Đó, các bác thích làm công việc gia đình, túi tiền phải chăng, các bác chọn con số U1 này này, xài rất ok nha, đồ đạc thay tháo dễ. Giá của em này là 1.200.000 đồng nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò ri. Vâng, chỉ có 1.200.000 đồng, các bác đã mua một con đời cao của Marujangma, 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha. Vâng, hôm nay có 3 con đầu tiên đây này. Đó, các bác thích nhỏ nhẹ các bác chọn nữa 3 con số đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, giới thiệu cho các bác con số U2 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma, nhỉnh hơn con U1 một chút nha, cùng công ty cùng hãng, MB2300, 23cc lòng 32 ly, với phiên bản tum rời, tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò rin. Và thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.500.000 đồng nha các bác cho thương hiệu Marujangma. Để mà cái con này này thiết kế rất nhỏ gọn nha. Đó, với những cái phiên bản này rất nhiều bác U60 hoặc U70 các bác hay chọn lựa những thương hiệu này nha, tại vì nó nhẹ nhàng, công suất cỡ trung bình và tiếng máy của nó cũng rất ok nha. Đời MB là đời ok nhất của Marujangma rồi, rất ok. Đang sử dụng chế Wamoro một kim, 1.500.000 đồng cho con số U2 nha các bác.
Vâng, với những cái phân khúc 2 3cc những con này là con nhỏ gọn nhất đấy ạ, nhẹ nhàng nhỏ gọn. Cái tiếng máy của nó thì các bác có thể nghe đấy ạ, nó rất vút nha. Vâng, 1.500.000 đồng cho con số U2 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, bác nào chốt con nào thì tờ đi tờ lại con đó coi nha, và kết bạn Zalo. Ví dụ các bác chốt con U3 ngày hôm nay chẳng hạn, các bác nhắn tin chốt U3 rồi ghi địa chỉ số điện thoại người nhận nha các bác. Và các bác lưu ý, bên cửa hàng em thì đã quay kỹ cho các bác rồi, em sẽ không quay lại nha, các bác thông cảm. Em sẽ gửi hình ảnh cho các bác một lần nữa, chụp cái mặt trước, mặt sau, số seri rồi gửi cho các bác. Đó, đó là cái giao dịch nhà em nha. Và các bác lên kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo để làm gì ạ? Để sau này, đó, kết bạn Zalo nó có hình ảnh cái máy này. Em biết cửa hàng của em đã bán cho các bác một con máy này, hãng này rồi, ngày giao dịch nhà bao nhiêu. Đó là cái chính sách bảo hành hay là chính sách tư vấn sau này gửi đồ về ạ, nó sẽ ưu tiên nhiều so với những người chưa mua máy nha các bác. Vâng, U3 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocurit. Con này cũng làm công việc gia đình nha. Đó, thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Đặc biệt hơn, cái phiên bản này nó sử dụng trục giật trợ lực nha, bằng cót lớn, cót đẩy ạ. Các bác có những cái phiên bản cót kéo, ví dụ các bác kéo lên thả xuống nó nổ. Có cái phiên bản này này, cái cót trợ lực của nó đẩy phụ mình nha, mình chỉ cần nhấc lên là nó tự nó đẩy, nó phụ mình. Đặc biệt hơn, con này phiên bản sử dụng chế Wamoro 2 kim. Con này 24cc lòng 34 ly nha, phiên bản 24cc. Đó, 24cc. Vâng, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này 1.400.000 đồng cho con số U3 ngày hôm nay nha. Đó, bơm xăng, đóng nè. Rồi ga đây một tí. Giật nổ. Nổ rồi bỏ. Những cái phiên bản này các bác là thích một con nhẹ nhàng, đó, công suất 24cc lòng 34 ly, làm công việc gia đình nha. Đó, 1.400.000 đồng U3. Đó, các bác thích phật cày cã hơn nha. Đó, các bác thích phật cày cã, công suất 26cc lòng 34 ly cho thương hiệu Echo nha các bác. Đó, các bác có thể chọn con số U4 ngày hôm nay, cũng phiên bản trục giật trợ lực nha. Con này thì chế đang là chế bơm xăng tự động, bơm xăng tự động không cần phải ấn xả gì hết, chế quả ga nha các bác, tum liền tum nhôm. Tình trạng riêng nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này hôm nay sẽ là 1.750.000 đồng. Vâng, có một con Echocurit 26cc lòng 34 ly, đẹp xuất sắc nha các bác. Và các bác có thể nhìn cái bình xăng riêng của nó này, còn trắng tinh luôn. Đó, có cái chân trống cách bình xăng nha, để bảo vệ bình xăng. Echocurit made in Japan. Vâng, 1.750.000 đồng cho con số U4 ngày hôm nay nha các bác. Kéo lên và nó nổ thôi các bác ạ. Đó, các bác có thể nghe tiếng máy con này còn rất giòn nha, không có điểm chê đâu ạ. 1.750.000 đồng cho con số U4 ạ. Và các bác thích một con nòng 34 25cc là cái túi tiền nó phải chăng nha, các bác chọn con số U5 ngày hôm nay nha, đến thương hiệu Robin 25cc lòng 34 ly. Và con này cũng phát cỏ gia đình nha. Đó, thiết kế rất nhỏ gọn nhẹ nhàng, tum liền, chế Wamoro, chế 1 kim. Đó, các bác có thể thế chay chế 2 kim, chế đời mới bây giờ vào để được hết nha. Và con này đang sử dụng tay ga bóp rin. Với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.400.000 đồng cho con số U5 ngày hôm nay nha. Con này cũng đẹp xuất sắc, không có điểm chê ạ. Và hôm nay nô máy không có con nào có điểm chê đâu ạ, con nào cũng đẹp hết nha các bác. Vâng, U5 1.400.000 đồng nha các bác. Rất đẹp, nhẹ nhàng, làm công việc gia đình. U5 1.400.000 đồng ạ. Và các bác thích một con hàng hệ, công suất cỡ trung bình, nhẹ nhàng. Đó, 23cc lòng 31 ly cho thương hiệu Mitsubishi TL23 nha các bác. Đó, con này rất đẹp ạ. Chế Wamoro 2 kim. Tum rơi, tum nhựa. Tay ga giữ. Đầu bò rin.
Và với thương hiệu này, hôm nay em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng cho con số U6 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, video thường thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày nha các bác. Các bác không chốt được con này đó, hoặc là chốt chậm có người chốt khác chốt đấy ạ, các bác có thể kết bạn Zalo để yêu cầu những con tương tự nha. Em gửi bên cửa hàng sẽ gửi những con tương tự cho các bác. Vâng, một con Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc nha các bác, 1.700.000 đồng, con số U6 nha các bác. Tiếng máy còn rất chắc nha các bác, 1.700.000 đồng, U6 ạ. Vâng, giới thiệu cho các bác hai con U7 và U8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 nha. Đây là phiên bản đầu của dòng Mitsubishi TL261 trục giật thường chế Gomoro 2 kim. Và với những cái phiên bản này thì bên cửa hàng em thì bán được rất nhiều nha. Đó, các bác không chốt được con này hoặc là chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh chờ những video tiếp theo, hoặc là đặt hàng trực tiếp nha, yêu cầu những con tương tự. Và những mặt hàng này nhà em còn rất nhiều nha, chuyên Mitsubishi TL26, 261. Đó. Và đây là một con 261 26cc lòng 33 ly với phiên bản chế Gomoro 2 kim. Tum rời tum nhôm. Đó, công tác đây nha các bác. Tay ga giữ. Rin nguyên bản hết cho các bác con này. Và giá của em này sẽ là 2.500.000 đồng. Nó ở cái phân khúc 26cc lòng 33 ly, đó là những con đắt tiền rồi nha các bác. Đó là phân khúc đắt tiền đấy ạ. Tại vì những cái dòng 2 thì cũng ít khi có con nào mà 26cc mà vượt cái mức gọi là 2.500.000, 2.600.000 lắm ạ. Đó, chỉ có dòng Mitsubishi TL261 này thôi nha các bác. Vâng, U7 2.500.000 đồng nha các bác. U8 cũng vậy ạ, Mitsubishi TL261 phiên bản đầu cũng rin nguyên bản hết cho các bác, như con U7 vậy ạ, đẹp như U7, chế Gomoro 2 kim, tum rời tum nhôm. Tất cả những cái dòng tum của dòng Mitsubishi đều gắn máy xịt thuốc đấy ạ, nó là dòng tum thông dụng bố côn 260, và đa phần 99% là những cái dòng máy bãi ạ, nó phân khúc tầm 26cc ạ, ống cần của nó là ống cần 24 nha, 24. Và ti của nó thì nó cũng tùy ạ, tùy từng đời máy ạ. Ti có nhiều khi nó là 7 khía, nhiều khi nó là 9 khía, và nhiều khi nó là 10 khía. Đa phần 7 khía là chiếm đa số nha các bác. Với tình trạng con này thì cũng đẹp xuất sắc nha các bác. Tay ga giữ công tác luôn trên tay, đầu bò riêng cho các bác. Vâng, 2.500.000 đồng cho con số U8 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. Tiếng còn rất êm nha các bác. V8 xin lỗi ạ, U8 2.500.000 đồng ạ. Vâng, từ U1 cho tới U8 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nha các bác. Và các bác thích những con mà không cần phải pha nhớt, không khói, các bác chọn con số U9 và U10 ngày hôm nay. Hai con Honda GX 25. Vâng, hai con Honda GX 25 này không có điểm chê nha các bác. Bác nào yêu cầu những con đẹp hơn ạ thì em xin trả lời luôn. Cửa hàng không có con đẹp hơn đâu ạ. Đẹp cái tầm này là cũng chán lắm rồi. Vâng, một con Honda GX 25 đẹp xuất sắc, 25cc lòng 35 ly với phiên bản tum rời tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò chấm đá đi. Với thương hiệu này hôm nay em sẽ bán giá là 2.800.000 đồng nha các bác, tay ga giữ. Đó, nó thay đổi một con máy, thay đổi khi cái máy nó đẹp rồi, nhưng mà nó thay đổi khi cái tay ga nó khác nữa nha. Với phiên bản này có dập nóc máy Honda GX 25 số series máy. Vâng, rất đẹp nha, con này rất đẹp, đế bảo vệ bình xăng. Vâng, 2.800.000 đồng cho con số U9 ngày hôm nay ạ. Vâng, ông sợ nhà em, ông bảo là tiếng máy này êm như tiếng chó thở vậy ạ. Mà đúng thật, như tiếng chó thở vậy ạ.
cái nhớt của dòng bốn thì này các bác lưu ý nè. Đó, khi các bác thường xuyên kiểm tra nhá. Các bác làm ở cái mục đích công việc phát chuyên nghiệp ấy ạ, ngày các bác quất 7 8 tiếng ấy ạ thì cứ tầm 4 5 ngày các bác kiểm tra nhớt cho em một lần nhá. Một là các bác thay, hai thay thì 4 5 ngày thì không thay đâu ạ. Các bác có thể châm thêm nhá. Nó y như một cái xe máy của mình nhá. Thường thường xe máy của mình đa phần ấy thì cứ đi 10 15 phút là nghỉ, thì 5 giờ các bác ấy phải thay một lần cũng được. Máy phát cỏ cũng vậy, các bác phát 15 20 phút một nghỉ ấy, nó chưa kịp đâu máy các bác nghỉ ấy, thì 5 giờ các bác cũng thay được. Mà các bác phát tầm 7 8 tiếng ấy là các bác phải thường xuyên kiểm tra nha. Đó, như đơn giản như một cái xe máy thôi. Các bác mà đi tầm 300 cây số, ví dụ 7 các bác đi 7 8 tiếng mà đi 300 cây số mà cứ ngày nào cũng đi như vậy ạ thì chắc chắn rồi. Các bác đi 2 3 ngày là các bác phải thay nhớt ạ, thì không nó nột ngay lập tức. Đó, chứ còn xe máy thì thường thường 6 tháng hoặc 1 năm mới thay một lần ấy, chẳng qua là mình đi ít chưa kịp đóng máy thôi. Đó mà cứ nằm cày cả ngày 7 8 tiếng như ông máy phát cỏ ấy, phải thay liên tục đấy ạ. Đó, các bác lưu ý nha. Thay hoặc là châm thêm nha. Cái bức châm của nó ấy, các bác cứ tháo cái con này ra này. Đó, các bác châm vừa cái bằng mép dưới này được nha, nó không tràn ra ngoài. Đó, nó không tràn ra ngoài mà nó không vơi quá là ok nha các bác. Vâng, U9 2.800.000 đồng. Vâng, còn U10 cũng vậy ạ. Hai con đẹp như nhau nha, nhưng mà tay nó khác nhau. Con này đang sử dụng tay ghi đông 1 ga ở đây. Đó, tum rời tum nhôm nha các bác. Xuất sắc. Các bác có thể nhìn hai con bình xăng này, nó còn trắng tinh nha, trắng mút một. Đó, rất đẹp. Cũng riêng nguyên bản hết cho các bác. Giá của em này sẽ là 2.800.000 đồng cho con số U10 ngày hôm nay nha. Honda GX 25 25cc lòng 35 đi ạ. Số U10 cũng 2.800.000 đồng nha các bác. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 10 con, hôm nay có 10 con thôi ạ. Vâng, em xin nhắc lại giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa chốt được con nào ở lô này, chưa thích con nào, không đúng hãng hoặc là chưa tới mục đích công việc mình làm hoặc là chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Có video hôm nay thì được ngày vợ nó cho đi ăn nhậu thì quay sớm trước một tiếng nha. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng. Đó, các bác có thể đặt hàng trực tiếp, em gửi những con tương tự sang nhá. Hoặc là các bác có thể hỏi những cái dòng máy mà các bác thích, có thì em báo có thì em sẽ gửi video, còn không có thì em sẽ báo không có nha các bác. Vậy em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.